gì đó mà thấy phụ nữ mặc áo dài ra Sài Gòn nhiều lắm các bạn. Một cảnh tượng rất là hấp dẫn. Bạn thấy xung quanh là nam thanh nữ tú mặc áo dài. Không còn gì đẹp hơn và ý nghĩa hơn trong những ngày mà đón xuân này các bạn ha. Vui quá các bạn ha. Vợ chồng mình đang đứng trước cửa chợ Bến Thành đây các bạn, và vô tình chứng kiến được một sự kiện rất hấp dẫn. Đây. Rồi bắt đầu nha. Rồi, một đi từ từ ha, cứ đi tới ha, tự nhiên nha, nhìn nhau nha, nhìn nhau. 1 2 3. Cười lên. Chợ Bến Thành, đây là cửa số 1, Gate 1. Hai bên người ta buôn bán rất nhiều. Đây là khu vải sải áo quần các bạn ha. This one is clothes area.